Hello, xin chào bạn nào, nay mình sẽ chơi Mai Talking Tom 2. Ok, cho đi vệ sinh nào. Nhìn mặt nó có vẻ buồn nhờ. Tắm xong bóng bướm. Xả nước. Phê. Quét rồi ăn này. Rất nhiều đồ ăn luôn. Yeah, phê chưa? No các bạn. Ăn no luôn. Rồi, tí nữa mình sẽ đến với lại game Sky Teacher 3D nhá. Sky Teacher 3D. Oh no. Nó no rồi. No chưa? À, muốn đi vệ sinh à? Cho đi vệ sinh nhá. Wow, ok. Tiếp tục lại sang ăn tiếp nào. No, nó no rồi. Không chán nữa. Sao này cho chơi cái này đi. Bắn đây này, bắn đây này, bắt nó rơi đi. Đùng. Trượt, lại trượt nữa rồi. Trượt nữa rồi. Nó nè. Chết này này. Ôi nhẹ quá. Lại trượt rồi. Kiểu người máy kêu. Đùng. Chết nào. Không chơi cái này nữa. À, cho đấm bọc cát nào. Đây là đấm bọc cát đây. Không đánh trống à. Không chơi cái này. Tìm bọc cát đấm. Ok, bọc cát rồi. Chết này nè. Thôi. Vỡ rồi. No, vỡ rồi. Rồi, chơi tặng trống à. Mẹ kêu kiểu về máy luôn đấy. Gaga, hú hú, ha ha.
3D đi nào. Ok, mình đã vào Sky Teacher 3D rồi. Ờ, hôm nay mình sẽ chơi cái level này. Tiếp tục đi hành xử bá nhá. Tục tra tấn bá ấy, bằng cách chôn luôn. Ô ô ô ô ô ô, tiếp tục nào bạn à. Nhanh nhanh đi tắm đi bạn à. Trước tiên là phải đi kiếm mấy cái đồ đó nhá. Ây da. Steamy steam can't wait to be clean. Click me. Ây da. Có bạn ơi. Đừng có gì luôn. À một lọt nước. Rất đi cày nhở. Matula Lisa. À đủ. Đã biết rồi. Chạy. Chạy rồi. Stay out of my house, you little brat. Oh yeah. Tiếp tục nào. Nào ơi. À. Chạy đứng trước mặt bà nó mới cay chứ. I'll punish you, you little rascals. Bắt làm sao được. Vào đây, nhanh. Chạy. Bà đang đứng ở bên kia. Bà đang ở kia các bạn nhá. À, kẹt đây rồi. Đúng, lấy được luôn đó chứ. Và sẽ sang thì trộm 38. Ha. Mai cho lại lại đi cha. Mày chết đi cưng. Oh no. What is this green stuff? Jello? I'm stuck! Help! Help me! Ok. Level tiếp theo nào. À ha ha. Bà đang thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để các bạn trẻ còn học hỏi. Chúng ta phải đi tìm một quả mìn cay, quả mìn khói. Chết mày này, con lợn già này.
ว่าสลอว์นะก็สลอว์อ่ะดูโอเคไปเก็บทุกอย่างนะสิครับ